Thôi đi uống bia với hội bạn nhá. Tí giờ anh về. Muộn thế, uống một tiếng thôi, 8 giờ. Bây giờ là gần 7 giờ rồi, 8 giờ về sau được. Lâu lắm bọn anh gặp nhau mà. 9 giờ muộn quá rồi, 8 giờ 30 đi. Anh không thương em. Thôi được rồi, 8 giờ 30 nhá. Em ở nhà ngoan, anh đi đây. Bye bye. Tùy anh, muốn làm gì thì làm. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Em, tối nay bọn mình đi ăn phở nhá. Thôi, hôm qua vừa ăn rồi. Thôi đi ăn cơm đi. Em ơi, sáng nay vừa ăn xong luôn ý, chả thích. Thôi đi ăn bánh mì không nhá. Em ơi, khô khan lắm ý, anh làm sao, em chả thích đâu. Ủa, mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Tóm lại là em muốn ăn gì? Em bảo rồi, ăn gì cũng được. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Hôm qua em cáo với thằng bạn anh ấy là đề văn năm nay chắc chắn là vào hai bài vợ. Nếu mà không vào ấy thì chặt đầu anh luôn đi. Uầy, thế á? Bây giờ bọn nó thi xong rồi mà đầu anh vẫn còn nguyên. Uầy, anh nói đúng à? Không, nó lại vào bài 60 đầu chứ lại. Ờ, thế anh nói mà không giữ lời à? Em hâm à? Anh uy tín đến đây cơ mà. Anh bảo chặt là anh chặt, nhưng mà chặt đầu nào ấy thì anh không nói. Ủa, là như nào? Роскомздрав не запретит. Simple, simple. Simple, simple. Роскомздрав не запретит. Simple, simple. Simple, simple. Lá này không? Đâu rồi Trời ơi, ghê chưa? Anh ơi, tí mình đi ăn gì đi. Được cứu ơn công chúa của anh. Em thích gì là được hết. Thôi, anh thật là thực tế. Chứ còn gì nữa. Alo. Ừ. Tí tao bận rồi. Ờ, tao đi ăn với bạn. Giống trong ảnh gì? À, cái hồi em gửi ảnh cho anh là cái hồi em mới chưa đẻ. Cái gì? Cô lại còn có con rồi cơ. Ơ, sao anh thái độ thế? Anh không thích phụ nữ nào có con rồi à? Vấn đề không phải là có con hay chưa. Vấn đề là em giấu tôi. Em lừa dối tôi, ok? Chia tay đi. Nhưng mà vấn đề em lại có 5 căn chung cư với khoảng 3 con mê bách. Hả? Cô tưởng dùng tài sản thì có thể làm thay đổi suy nghĩ của tôi được á? Ừ. Không có đâu. Em đang có khoảng 1.000 tỷ trong tài khoản ấy. Em đang tính chuyển cho anh một ít để bọn mình làm đám cưới. Cái gì? Cô làm đám cưới với tôi á? Vâng. Cô chọn ngày lành tháng tốt đi. Tôi sẽ không đố các ông rằng là cô gái ấy đeo đồng hồ màu gì đâu. Mà tôi làm cái video này là để bày tỏ quan điểm cá nhân. Đấy là tôi rất không đồng ý với việc quay TikTok như thế này.
đấy, quay TikTok ấy là người ta phải nhìn thẳng vào camera, phải tôn trọng khán giả, phải nhìn họ, hiểu không? Chứ cứ nhìn đi đâu nhìn rất là bực mình, xem nó khó chịu lắm các bạn ạ. Trường hợp này nhé, riêng mà cho tôi cái trường hợp đấy, tôi cũng không từ chối đấy. Tôi mỗi khi rửa bát. Cuối cùng cũng rửa bát xong. Tuấn, dạ. Sao mày học anh như thế? Hả? Dạ, con xin bố. Sao con sẽ rút kinh nghiệm? Rút kinh nghiệm? Lần nào mày cũng đòi rút kinh nghiệm. Hôm nay, nó sẽ cho mày nhớ đời. Mày quá, lại trận đòn. Buổi tối hôm nay. Hôm nay, nó sẽ cho mày nhớ đời. Nó sẽ cho mày nhớ đời. Cho mày nhớ đời. Trên mạng. Cái gì? Em đang cần tìm phòng trọ á? Ui trời em ơi, em không cần phải tìm đâu. Em mà gia nhập hệ thống của anh nhá, anh tặng cho em chục căn chung cư nhá. Gia nhập ngay đi nhá. Thôi nhá. Alo. Cái gì? Mày làm xước con máy bách của anh á? Thôi không sao, mày vứt mẹ đi. Mai anh mua cho con khác nhá. Thôi nhá. Alo. Ui giời ơi, 10 tỷ hay 20 tỷ nó không phải là vấn đề, em hiểu không? Em cứ mua cái mảnh đất đấy đi cho anh, thế nhá. Thực tế mấy đứa làm tốt lắm, anh phát mì tôm cho mấy đứa. Tốt lắm mấy đứa. Như thế mà phát huy nhá. Đây, để xuống đây. Thế nhá. Cảm ơn anh ạ. Không thể chịu nổi cô nữa rồi. Không chịu nổi nữa thì chia tay đi. Sau chia tay. Một tháng sau. Ai khóc nỗi đau này. Tiền nong gì? Anh quản là một người tốt. Anh quản là một người rất tốt. Còn về thì chuyện khó. Thực ra này ai dám cầm tiền mặt? Tôi vả vẩn. Về đi. Hả? Không. 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 Không, không thể như thế được. Có chuyện gì thế thưa giáo sư? Không biết đâu. Tôi đã dành tâm huyết cả đời mình, bắt hết trí tuệ, tốn biết bao nhiêu công sức để tìm ra con gì cắn vợ tôi. Nhưng có lẽ tôi thua thật cho cậu. Ngài có thể cho tôi xem vết cắn được không? Đây là 12.000, cầm lấy rồi cút khỏi cuộc đời con gái tôi. Nếu để bỏ con gái cô thì cô chỉ cần đưa cháu 5.000 thôi. Nhưng cháu sẽ không vì tiền mà vứt bỏ tình yêu. Là thằng đàn ông thì sẽ không bao giờ vì màu xanh lá cây mà xây lâu với màu hồng. Nhà tôi chỉ còn hai mẹ con nên nó phải lấy một người thật thành công, giỏi giang thì tôi mới được nhờ. Xin cô hãy cho cháu thêm thời gian đi. Tốc độ thành công của người đàn ông phải nhanh hơn tốc độ hút trà sữa của người phụ nữ. Yêu anh
thì con gái tôi chỉ hút trà sữa chăn trâu thôi. Nhìn anh xem, toàn là thất bại. Nhưng thất bại là mẹ của thành công, nó cũng có ích đấy chứ ạ. Nhưng Viển Vông là mẹ của những gã hề đấy. Ôi giời Tuấn. Dạ. Sao mang vào đâu mà lưng tím bầm hết này hả con? Đó là gì có đâu. Đứng yên để tao chụp cho. Ôi. Này, cái này là không có là cái gì đây? Cam. À, dạo này học hành căng thẳng quá mẹ. Là con hôm qua đi tập quất tắc hơi. Không có gì đâu mẹ. Không gì đâu nhá. Tập quất tắc hơi. Hả? Thằng kia, dây dọn phòng đi. Đây là phòng của em. Em thích dọn lúc nào kệ em. Nhưng mà đây là nhà tao. Nhà chị đúng không? Đúng. Thế chị dọn đi. Mày trốn nhanh còn kịp con chó ạ. Kìa, sao mùa hè mày lại đắp chăn? Nóng thế làm sao mà ngủ được? Không, đắp cái chăn này không nóng đâu, dễ ngủ cực. Điêu, làm gì mà không nóng? Chị không tin á, vào đây cho đắp thử này. Bây giờ đắp thử chị nhá. Hả? Này, Nga ơi, Nga.